đây nè để tôi kể cho mọi người nghe cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời của em hiếu tới tận bây giờ nha bữa hôm đó cũng hên là không có bị quýnh hôm đó em hiếu với lại ba của em hiếu đi câu mà lúc đó là đi câu buổi khuya nha mọi người là mình đi câu khoảng tầm Uh, 11 giờ mấy 12 giờ đêm á là mình đi câu lén á mọi người cho nên là phải đi ban đêm á nếu như mấy bạn đi câu ban ngày á là người ta biết người ta bắt mà phải đi xa lắm đó đi đâu tuốt ở dưới cần giờ hay cần ruột gì đó hiếu không có nhớ nữa chuyện cũng cũ rồi cũng lâu quá tôi không nhớ chính xác sau khi câu về xong nha mọi người ba tôi chở một cái thúng cá với lại chở tôi ở đằng sau cái chạy về nhà tới cái cây xăng gần nhà mọi người cái đây nè đây là một trong những cây xăng chứng kiến cái uh, lời đồn của bà bảy hồi lúc đó hiếu nhớ á, thường là mấy cái đài truyền hình á là người ta sẽ thông báo là cấm hút thuốc và hả cấm xài điện thoại hạn chế chứ nhầm hạn chế hút thuốc và hạn chế xài điện thoại tại cây xăng mà ba của hiếu rất là thích hút thuốc nha để tôi kể cho mọi người nghe về cái mức độ thích hút thuốc của ba tôi như thế nào nha mọi người hồi trước ba hiếu đi làm làm thầu nhà mà người đi xây nhà đây nè ở ngay cái phần lưng của ba tôi bị thương bị bị có một cái vết mà kiểu giống như là của cái 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 gì nó nó bén nó chém vô đó tôi thấy nó, cái đợt hôm đó máu mà nó tứa ra quá trời luôn á cái đợt hôm đó chính tôi với mẹ tôi nha lấy hết mấy cái gói thuốc của ba tôi với lại bạn uh, ba tôi á tháo từng cái điếu thuốc ra đây nè tháo hết từng cái từng cái ra để mình lấy cái 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 ruột thuốc bên trong á mọi người để đắp vô trong đó cầm máu nha mà cầm máu hay lắm đó cái đó là bà nội tôi chỉ đó nha mọi người cầm máu rất là hay nha đắp lên một xíu thôi là nó đông máu này nó không chảy ra nữa cái ma tôi bế lộn bưng ba tôi lên võng nằm để ba tôi nằm nó chả như đó không là lột hết không còn điếu thuốc nào nha cái tôi đi được lên dòng nhà trên cái lát nữa tôi đi xuống cho nói ủa sao trên tay ba tôi vẫn đang hút thuốc nha mọi người tôi tưởng là ba tôi giấu đúng không cái tôi đi lại gần cái tôi coi điếu thuốc của ba tôi hút á mọi người không có cái đầu lọc này không có cái đầu lọc này nha mà cũng không phải làm bằng giấy này nữa mà làm bằng giấy tập cái tôi mới lại tôi hỏi ba tôi ủa thuốc ở đâu ra ba hút nuôi về ba cái nói trời ơi lạc miệng quá tao không biết làm gì hết tao bóc ở trên cái lưng tao ra nè tao lấy ra cái phần nào mà chưa dính máu á tao đắp vô tao hút mọi người hình dung được về cái 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 hiện trạng mà hả hút thuốc của ba tôi chưa ba tôi hút thuốc ghê tới mức đó đó cho nên cái lúc mà ba của tôi chở tôi sau đi câu về tới cái chỗ mà tiệm xăng đó mọi người tới cái chỗ đổ xăng á ba tôi cũng đốt điếu thuốc lên cái cái chuẩn bị đốt một quạt hút vậy nè cái xong cái ông đó chạy ra nói trời ơi anh dập ngay điếu thuốc đó cho em đi anh hả muốn hả anh trở thành người đàn ông nóng bỏng nhất hôm nay hay sao dập liền giùm em đi cháy cái xăng em giờ xong cái ba tôi nói trời hút con điếu tôi à nói không được không được cái xong cái ba tôi mới kêu thôi nè mày giữ dùm tao đi hiếu mày cầm dùm tao đi rồi đổ xong rồi về cái xong cái tôi mới cầm vậy cái ông cũng kêu thôi em em cầm ấy em đi ra ngoài á đầu đường em đứng đi đừng có đứng ở đây không thôi em trở thành người đàn ông nóng bỏng luôn á cái tôi thấy vậy thôi cũng được cái tôi cầm điếu thuốc tôi ra đầu ngõ tôi đứng mà tôi đâu có biết hút thuốc đâu mọi người tôi đâu có biết hút thuốc nào cái tôi mới cầm điếu thuốc vậy đó cái ra đầu đường cái tôi đứng vậy nè bảy bà bảy đó bà bảy đi đi đâu về đó không có biết bà bảy chạy xe ngang qua bà bảy nhìn nói trời ơi trời ơi là trời tao nghi lắm rồi tao nghi dữ lắm rồi hàng về tao nói sao nó ốm nhơm mớm nhắc nghi dữ lắm rồi cái này là chỉ có chơi đồ thôi chắc chắn chơi đồ mà lúc đó mình cầm điếu thuốc thì mình chỉ cầm vậy thôi nha còn trong mắt của bà bảy thì mình cũng phải dạng mà hiện trường a à, ngáp nữa mấy mắt tại buồn ngủ mà đi về bảy trong con mắt của bà bảy thì bà bảy thấy mình bảy về bảy đồn bảy về bảy đồn nha chỉ có cái câu chuyện tôi cầm điếu thuốc ở đầu ngõ của cây xăng thôi bảy về đồn mấy má bảy nói trời ơi ngày hôm qua nha trên nóc nhà tao có cái thằng nào á nó đi cái nha nói ủa sao bà biết thằng vậy bảy trời ơi tao nghe trọng lượng cái chân nó tao nghe cái trọng lượng nó là tao biết nam hay nữ liền đừng giỡn con rùi hả con kiến nó đi ngang qua tao còn biết được hai cái nữa mà tao biết là cái trọng lượng đó là hả cỡ bốn mấy ký à chắc chắn chỉ có bốn mấy ký chắc chắn là để tóc bộ luống hai mái, không thể nào nữa tao nghi con bà quế đó tao nghi con bà huệ đó tao thấy lục đập lơ vậy đó nghi lắm hồi sáng này nha tao thấy con bà huệ nó đứng trước cây xăng nó xinh đẻo cái lúc đó tao đi ngang qua tao thấy nó cầm hả cái đứa thuốc gì nè cái nó gãi gãi cái hả nó ai đi ngang qua cái nó kêu hả cho muộn năm chục đi cho muộn năm chục đi bảy về bà kể bà bà bảy về bảy kể mọi người cái mọi người cũng phải biết nha sớm của tôi không phải chỉ có mỗi bà bảy nhiều chuyện đâu còn một bà nữa bà huệ bà huệ là ai bà, bà huệ là má tôi nó mấy bạn má tôi cũng là thứ dữ đó nhiều chuyện cũng phải nói là nhất nhì của cái xóm đó đó thua bà bảy thôi cái câu chuyện được đồn tới tay của chị huệ nha tôi với ba tôi chưa chạy về nhà đó là chị huệ là đứng ở ngoài ngõ chị bị đợi chứ à, chị huệ đợi rồi đó ba tôi vừa mới chạy về lại Chặn lại stop bà ly stop bà ly vô chị huệ chụp tay cho nó yêu mẹ cho con tiền ăn học cho con nên ngồi cho con khôn lớn lên mà nỡ lòng nào con đi lên nóc nhà của bà Bảy Con hút kẹo con kéo ke Con đi ba con đi vũ trường Lúc đó hoang mang cũng hơi hoang mang á Cái lúc đó cũng hơi hoang mang cái xong tôi nhìn ba tôi tôi khèo ba tôi Cái ba tôi nói từ từ để xíu bà diễn nhập tâm quá để bà diễn xong đi rồi tính Cái xong cái ba tôi hỏi Ủa cái vụ gì vậy cái mẹ tôi cãi lại Mẹ tôi cãi lại y chang như cái lời bà Bảy cãi gì đó mọi người Xong cái lúc này ba tôi mới nói đồ hồi nãy mày chặn đường mày xin đẻo rồi mày xin được không mày chia cho tao với nó làm gì có nó làm gì có ba nghĩ uh, sai cho con không à cái xong cái lúc này cái mới kể lại ba tôi bảo vệ thôi mà mọi người ba tôi bảo kê tôi tại vì ba tôi kêu tôi cầm điếu thuốc mà chứ tôi có hút thuốc nào tôi có biết không thuốc nào mọi người cái xong cái kể lại cái mẹ tôi nói trời ơi bỏ về cái miệng của bà bảy đó thì cái không bao giờ tin được hết cái xong cái tôi mới hỏi mẹ tôi ủa mẹ bảy có kể con uh, kéo kẹo hút keo hả gì đâu có bảy đâu có kể đâu tao đoán tao đoán thôi thì tao nghĩ là nếu như mà hả có hút thuốc vậy là hả có kéo kẹo kéo kẹp đoán thôi đoán thôi <laughs> mẹ đoán thôi con chứ hả mẹ yêu con nhiều lắm bà bảy bà còn đồn tôi nhiều lắm nha mấy má bà bảy bà còn đồn bà bảy bà còn đồn rất là nhiều trong sớm tôi nha hồi trước hồi trước bảy đồn hồi lúc đó em hiếu đi chơi nét đêm lúc đó tôi đi chơi nét đêm nha mọi người tôi đi chơi hồi lúc mà chín giờ mấy 10 giờ tối đó tôi đi chơi tới năm giờ rưỡi chuẩn bị về nha mà hôm đó tôi đi chơi nét đêm tôi trốn mẹ tôi nha tôi để một cái gối xong đó tôi úp cái mền lên tôi úp cái mền lên đấy, à, giống như là dựng hiện trường giả vậy đó mọi người mà su cà na sao sáng hôm đó mẹ tôi với bà bảy đi tập thể dục hai bà đi tập mới có năm giờ rưỡi sáu giờ gì đó là đi tập thể dục rồi mà đúng lúc em hiếu đang đi về luôn mọi người đúng lúc em hiếu vừa mới bắt ráp về luôn cái tôi vừa mới đi bộ nha tôi vừa mới bước vô hẻm cái là bà bảy đập vô mắt tôi là bà bảy với mẹ tôi đó không né kịp không trở tay kịp luôn không có trở tay kịp luôn cái bảy mới bảy qua bảy mới nói với mẹ tôi trời ơi huệ em có đứa con đáng đồng tiền bát gạo ha nhìn nó ốm ốm nhìn nó chơi đồ vậy thôi chứ mà ha. sáng cũng biết đi tập thể dục đồ ha trời ơi xong cái bảy kêu thôi vô đây hả đi chung đi tập thể dục chung với lại bảy với lại mẹ mày đi rồi lát nữa về mà mình đi chơi nét đêm mọi người mình đi chơi nét đêm mà có điều mà thân tàn ma dại luôn rồi đó sức lực đâu nữa tập thể dục mấy má bảy dắt đi bộ bảy dắt đi chạy bộ lắc vòng uống dẻo cái kiểu 7 giờ 7 mới đưa về nhà mới về cái tưởng có điều mà muốn chết luôn rồi đó bảy dắt thêm vòng nữa có điều con sùi bọc mép luôn bảy bảy cũng đồn cũng bảy nữa cũng bảy không luôn chưa nào hồi đó bảy đồn tôi chạy xe nữa mấy má hồi lúc mà còn nhỏ nha hồi lúc còn nhỏ cho tôi hồi lúc nó còn nhỏ xíu à cái mình mới tập chạy xe đạp lần đầu tiên mình tập chiếc xe đạp ba bánh Hồi đó tập chạy chiếc xe đạp ba bánh mà chiếc xe đạp ba bánh không thể nào mà mấy ông có thể té qua bên trái té bên phải không thể nào té được hết á mà cái bữa hôm đó tôi chạy nha nói chung là chuyện nó cũng không có cái gì đâu là tôi đụng vô chiếc xe container mà mấy ông nghe thấy ghê đúng không nhưng mà chiếc xe container đó nó đang dừng nha mấy má cái chiếc xe container đó người ta đang đậu bên lề nha tôi chạy đụng vô cái đít của xe container cái tôi té ra bảy về bảy đồn Bảy đồn hoài luôn mẹ tôi mẹ tôi nha mỹ nữ mỹ nữ nha mọi người mỹ nữ nằm trên võng vậy nè đang ngủ khò khè vậy đó bà bảy chạy vô trời ơi huệ ơi huệ huệ ơi em biết gì chưa thằng hiếu con của em á nó chạy xe ba bánh đang tập chạy nó mùng rượu nó bị cái gì nó đụng vô xe cao container nó đụng vô cái làm cái rầm văng xa hai chục mét má bà làm như cười gì, địch rớt một cước vậy cười bà kêu đụng cái văng hai chục mét ra luôn vậy rồi mẹ tôi hoang mang mấy má mẹ tôi đang ngủ mà nghe vậy cái mẹ tôi rung mẹ tôi chạy ra trời ơi trời ơi con tôi mẹ tôi chạy ra mà cái lúc đó mọi người ta người ta cũng đang đứng người ta bu bu lại người ta coi đó cái mẹ tôi mới lại cái mẹ tôi mới chạy vô con tôi con tôi cái nó, ủa uh, gì vậy hiếu nó dạ con đụng vô xe container cái nói ồ mà xe container dần ở con dạ đúng rồi cái mẹ tôi nói trời lại là bà bảy nữa lại là chị bảy thân yêu của chúng ta nữa Bả hoài à trong sớm của tôi bà bảy bà đồn rất nhiều nha còn những cái lần mà tôi đi chơi game bả đồn nữa mà tại tôi kể rồi cho nên là tôi không kể lại trầm đồn luôn mà tôi tin chắc chắn rằng nha mấy bạn nào mà đang coi livestream này trong sớm của mấy bạn cũng có rất nhiều người uh, uh, như bà bảy cũng chắc chắn phải có đó không có uh, bà bảy thì có bà hai bà ba bà tư Đồ này nọ đều có hết những nhân vật à, gì những nhân vật à, truyền kỳ trong sớm hiếu tin là chắc chắn mọi người là đều đều sẽ có hết luôn á Hello bạn Camper nha, chào em, chào bạn Đặng Trần Thiện Phúc, hello bà, là bạn Ngọc Hân nha, chào em, chào bạn Hào Hữu Hảo nha à, Giờ mới kể xong về cái uh, series của bà Bảy đúng không? Giờ tôi kể tiếp cho mọi người nghe về những câu chuyện tuổi thơ nha Tiếp tục nha mọi người, mọi người yên tâm đi, à, mấy cái câu chuyện uh, chuẩn bị kể sắp sửa là những cái câu chuyện hoàn toàn tôi chưa bao giờ tôi kể hết á Cho nên mọi người yên tâm, hôm nay mọi người sẽ được nghe những cái câu chuyện mới Giờ để coi mở màn bằng câu chuyện nào đi, à bình thường á bình thường á ở dưới quê á mấy bạn nghĩ á, thú vui mà kiểu giống như là hả gan dạ nhất hoặc là lì nhất đó chính là chọc chó đúng không nhưng nha mọi người bên cạnh đó vẫn còn một trò chọc chọc uh, uh, không phải là chọc chó nhưng mà cũng ke không kém phần nguy hiểm nha mọi người đó chính là chọc mấy ngỗng ở đây có ai có bao giờ mấy bạn chọc mấy con ngỗng chưa các bạn nghe thường á nha những người lớn người ta sẽ nói lại là ngỗng là một trong những loài vật rất là có 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 tâm linh đó mọi người thường á mà nó kêu mà vào ban đêm á là nó thấy ma đâu em má nó thấy ma đó tôi kể cho mọi người nghe về một trong những câu chuyện em hiếu đi chọc ngỗng hồi lúc đó là phim việt nam của mình á còn chiếu rất là ít cho nên đa số mình toàn chiếu mấy bộ phim của trung quốc không à mấy bộ phim mà hả trưởng đồ này nọ của trung quốc không á em hiếu coi cái em hiếu có thấy uh, uh, hình dáng của mình trong đó sau cái lúc mà người ta thi triển như lai thần trưởng hay là ngủ âm bạch cốt chảo đó tôi thấy tôi trọng, tôi nói là thôi xong rồi tôi là sinh ra là để học võ công tôi sinh ra là để uh, thi triển mấy cái võ thuật này nè cái tôi không có uh, ai để trổ tài hết hồi lúc đó ở dưới đây ở có mình nè mấy má ít uh, tàn đi chơi game không mà cho nên là không có bạn gần nhà nhiều á không có trổ tài với ai được hết ra trổ tài với mấy con ngỏng hồi à, lúc đó trong sớm của tôi nha có một cái đoạn đường cái đoạn đường đó là ở trên để đường nó chỉ là một cái đường khúc giống như là cái đường đê gì đó rồi cái nhà của cái cô đó cổ của nuôi mấy con vịt nha ấy à, là ông nuôi mấy con ngỗng nha mấy em mà hiếu không nhớ chính xác là nuôi mấy con nha tôi cũng không có phải tự nhiên tự nhiên cái tự đưa lại tôi chuẩn vô cái đầu con ngỗng chứ đâu có điên đâu mấy phen mà con ngỗng nó kiếm chuyện với tôi trước để tôi kể cho mấy phen nghe nè tôi đang đi ngang coi vậy cái nó ra cái nó nó, nó chào tôi mấy má nó ra sao qua đi cạp bòn ba răng mà cạp 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 đưa cái mỏ nó xuống nó cạp 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 vậy đó thì tôi thấy vậy thôi tôi đi ngang qua thôi thì tôi chẳng lẽ là tôi là lại tôi nói chuyện với con ngỗng hay sao cái tôi đi ngang qua cái nó cạp 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 nó cạp vô giò tôi mấy má mày coi nổi điên không nó đưa cái mỏ nó cạp 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 xuống nó cạp vô cái giò tôi nè nó cạp vô đây nè tôi nói con quỷ này thì cái rượu nó muốn uống nó muốn uống rượu nho nè mày tới cục cứt mày với tao rồi cái em hiếu thi triển nhẹ thôi em hiếu để uh, ngủ âm bạch cốt trảo của tôi nắm cái cần cổ con vịt tôi nắm cái cần cổ của uh, ngỏng lại tôi đưa qua trái xong tôi đưa qua phải tôi đưa tới tôi đưa lùi cái tôi thả ra cái lúc này nó chưa chạy nha cái lúc mà tôi vừa mới thả ra là đứng im nha mấy má nó nói thằng này thiệt luôn á giỡn có xíu mà cọc cằn quá giỡn có xíu mà mày làm chán thiệt luôn á này không có thúng vô thằng này không có biết giỡn là gì hết á thì cái nhiều lúc mà bực không muốn nói luôn á con ngỗng nó đứng yên một khoảng thời gian nha mọi người xong cái lát nữa nó mới chạy vô nhà nó chạy 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 vô nhà cái lúc này tôi tưởng là mọi chuyện xong xuôi rồi đúng không cái tôi chuẩn bị bước tiếp cái hai con chạy ra nó rủ bạn nó ra mấy má nó rủ bạn nó ra kiểu giống như là hả, nó 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 chưa có biết sợ hay gì á kiểu như nó chưa có biết sợ nha cái nó kêu thêm một con ra nữa là hai con em hiểu lúc lúc này em yếu thi triển tới bằng giò cái miếu luôn nha trời ơi tôi đá mà mấy con ngỗng nó kêu quá trời mấy con dịch nó kêu quá trời con ngỗng với lộn mấy cái con ngỗng nó nó kêu quá tôi nói mệt nghe điếc tay, in ỏi luôn á cái xong tôi suốt cái suốt nhẹ hai con vô trong nhà luôn cái tôi nói trời ơi chắc chắn là kiểu nào nó cũng sẽ kêu đồng bọn của nó ra nữa tôi ngồi chờ đợi cái tôi thấy trời ơi y như tôi nói luôn hai con ba con xong rồi bốn con tôi chuẩn bị là hả chỗ tài rồi đó chuẩn bị là thi chuyển võ công rồi đó nha mọi người cái xong của tôi thấy thêm một con nữa mà bình thường á mấy con vịt là hả có mấy chi có hai chi để nó đi đúng không nhưng mà lần này tôi thấy con vịt này có tới bốn chi luôn không những có bốn chi nha mà nó còn biết nói chuyện nữa bà chủ của nó đó mấy má bà chạy ra bà nói mày vừa vừa phải phải tao mày hết cái mày chơi rồi hả bà la vậy thôi thì em yếu à, à, nói gì nữa Su ơi su ơi mọi người bị phát giác Cái chỗ người ta đang hả tập luyện võ công nhiều người lớn ra sen vô Để em Hiếu đang bắt nạt mấy con ngỗng mà tự nhiên bà ra Buồn thiệt luôn á Bữa nào á mai mốt mà mấy fan thử đi nha Mấy fan thử mà mấy fan mà làm cái uh, trải nghiệm đó đi Chọc mấy con ngỗng á vui lắm mấy má Nó vui lắm nha Nó vui lắm luôn á Nó xà cái mỏ xuống nó cào 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 cào, cào. Hề lắm Hello bạn Đức Rén Qua nha, chào fan, chào bạn Lê Đan, hello bạn, hello bạn Trang Trang nha, chào em, chào bạn Minh Thư nha, hello fan, hello bạn Hoài Đông nha, chào bạn Huệ Duyên, chào bạn Lê Đức Duy, hello em, cho bà tiếp chiêu liền <laughs> Ra chủ nhẹ vô cái mỏ của bà Hồi à, lúc ở trong sớm của tôi á, còn nhiều trò chơi lắm mọi người, còn nhiều trò chơi lắm, đây đây nè, để tôi kể cho mọi người cái câu chuyện này nha mọi người <cười> 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 cái câu câu chuyện này câu chuyện này hơi bị hài luôn á mọi người cho nên là để em hiếu lấy giọng em hiếu kể cho mọi người nha đây là một trong những cái câu chuyện mà phải là nói là rất là ấn tượng với lại cái hội lô tô luôn á để hiếu kể cho mấy bạn nghe nha thường á mấy bạn nào mà mấy bạn sẽ nghe tới cái lô tô mà thường người ta sẽ kêu là con số gì ra con số gì ra rồi chiếu mấy cái bóng đèn chiếu chiếu rồi nói là chỉ một đêm duy nhất chỉ một đêm duy nhất tại sân này tại sân kia đồ này nọ mời mấy anh chị em cô bác ghé vui đó thì tôi nghĩ trong đầu tôi là ở đó chỉ có là chiếu ca nhạc rồi kêu lô tô phục vụ văn nghệ vậy thôi nhưng mấy fan lúc mà mấy fan bước vô trong đó thì mấy fan mới thấy được là người ta mở rất nhiều những trò chơi kinh doanh khác để người ta kiếm tiền nha chẳng hạn như là người ta chơi chọi banh người ta chơi thảy vòng người ta chơi cái kiểu hôm đó em hiếu của mọi người uh, vô mua một cái vé bước vô hình như tôi nhớ cái đợt đó tôi mua cái vé của cái đêm lô tô đó là 10 ngàn á tiền vô cổng á nha là 10 ngàn nha cái tôi vô tôi chơi mà hôm đó là khoảng tầm mùng bốn mùng năm tết đó, mọi người mùng bốn hay mùng năm tết gì đó cho nên em hiếu của mọi người giàu có lắm em hiếu của mọi người giàu có lắm em hiếu tính vô em hiếu coi lô tô với lại coi ca nhạc thôi cái em hiếu bước vô em hiếu nhận ra nha đây chính là hả một trong những cái, cái nơi mà để thể hiện tài năng của em hiếu em hiếu bước gần gần lại cái chỗ kia người ta đang chơi lắc bầu cua em yếu len lỏi len lỏi len lỏi bước vô trên cái 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 gì cái đó gọi là con đường con đường gì con đường hành nghề con đường trổ tài mấy má lúc đó tôi bận cái áo màu đen nha mọi người để tôi kể cho mọi người nghe tiếp rồi mọi người sẽ biết là tại sao tôi nói mọi người tôi bận áo màu đen em yếu của mọi người bận cái áo màu đen nha cái tôi ra tôi đứng tôi đứng tôi chơi vậy đó là tôi đứng kế bên cạnh một cái ông đó mà cái ông đó là cái không có biết nha không có quen biết gì tới ổng luôn á kiểu như là một người xa lạ thôi mọi người xong Lúc này em Hiếu cầm khoảng một trăm mấy ngàn của em Hiếu á, em Hiếu chơi Em Hiếu chơi đúng nha, đúng là chỗ này là sinh ra dành cho tôi luôn Tôi vô chơi có 5 phút thôi, tôi ra sau lưng ông đó tôi đứng luôn Hết tiền Chơi đúng 5 phút nó lắc, tao nói mày nó lắc Không còn 1 ngàn nào của em Hiếu hết Xong cái em Hiếu đứng ở ngoài Em Hiếu đứng ở ngoài nha, em Hiếu cờ bạc của mọi người á Em Hiếu đứng ở ngoài sau lưng của cái ông hồi nãy tôi kể đó ổng đạt một lần là 100, 200 ngàn, 3, 400, 500 ngàn không à ổng giàu lắm Cái xong Cái lúc này cái tôi nghe người ta lắc Người ta lắc cái tôi nói cua Tôi nói là cua Cái dở ra con con cua Cái ổng quay xuống ổng nhìn tôi Ổng nhìn tôi như nào ông Quay qua ổng nhìn Đồ Cái xong cái lắc vắng thứ hai nha Cái chủ nó lắc cái thứ hai lắc 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 Cái tôi cũng vậy Cái tôi hả kêu Cua cái dở ra hai con cua cái ông quay qua ông nhìn tôi ông quay qua ông nhìn tôi đồ được 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 cái tới lần thứ ba nha cũng lắc lắc vậy tôi nói cua tôi nói cua cái dở ra cua thiệt mọi người cái ông nhìn tôi cái ông chuẩn bị nói nha ông chuẩn bị nói à, con có phải là đúng con đó đúng như suy nghĩ của chú luôn con là đệ tử thất truyền nha con đệ tử đời thứ 8 của đông phương bất bại đệ tử đời thứ 9 của châu nhuận phát cái ông nói được được này được này được Mày chỉ tao đặt đi hồi lát nữa tao ăn á tao chia cho trời ơi là trời chú hỏi đúng người là đó chú hỏi đúng người rồi đó giàu gì con cũng hết tiền sớm nhất để con để con em hiếu thấy cái cơ hội để em hiếu gỡ gạt lại rồi nha mọi người à. <laughs> tôi bước lại gần ổng tôi bước lại gần ổng nè mấy bạn định chỉnh nha cái ánh mắt của ổng là cái camera nha mọi người tôi bước lại gần ổng vậy nè cái tôi để cái lỗ tai vậy nè cái người ta lắc lắc cái tôi giật lỗ tai rồi bầu chú bầu bầu cái ông nói được 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 ổng đặt 500 trăm ngàn bầu ổng đặt 500 trăm ngàn bầu nha mấy má nhìn mặt ổng tin tưởng tôi lắm dở ra ủa bầu đâu con ủa sao không có bầu vậy trời ơi xui gũi xui gũi chú ơi chuyện xui gũi chuyện xui gũi à, chú tin con đi cây sao cây sao cái lần này em yếu còn mọi người thấy là giờ mình nghe bằng lỗ tai á không có thính rồi bây giờ mình chơi trò khác đi tôi cúi xuống bàn thì đang chơi bầu cua nè có cái bàn lắc như nào tôi cúi xuống tôi kiểm tra cúi xuống nói ờ cái này người ta chơi nghiêm túc quá chú chứ không có là hả à, đá số hay cái gì đâu chú uh, tin tưởng con đi chú còn nhiêu con nói giờ tao còn triệu rưỡi á nói bầu chú đặt hết bầu cho con đi chú đặt hết vô đặt hết uh, uh, vô bầu đi cái ông mở ra cái ông nói ủa con cái mở ra đó bao bao đâu má bao đâu thằng quỷ ơi cái ông hết tiền mọi người cái ông chửi luôn nha ông cái ông chửi luôn mọi người cái ông ông chửi rồi ông, ông nói thiệt luôn á thiệt đó tao đúng là sai lầm vô hả tao tin vô mấy thằng quỷ nít ranh này á đồ hả âm binh khí điệu <laughs> ông chửi em yếu mọi người ông chửi tôi nói với mọi người là không còn một cái chỗ nào mà nứt luôn á ông chửi tôi là hả cái thằng à? âm binh khí điệu Chết chợ Tôi nghe vậy tôi bị tổn thương chứ mọi người Tôi nghe vậy tôi bị tổn thương chứ trời ơi Dầu gì tôi cũng đang hả, cố gắng hả, tôi tìm lại cơ hội để tôi gỡ gạt lại tiền của tôi chứ bộ Mà ông nặng lời quá mấy má Ông chửi tôi cái đúng nặng lời luôn á Xong cái vậy cái tôi quê quá tôi đi về Tôi đi về mọi người Cái lúc về nhà nha tôi gác tay lên trán tôi tôi suy nghĩ Trời ơi Chẳng lẽ mình để mọi chuyện nó trôi qua dễ dàng Và êm đẹp như vậy hay sao em hiếu thay cái áo trắng xong cái em hiếu đợi cái nón cái nón cho đâu để tôi đợi cái nón tôi diễn cho mọi người cho nó nhặt tâm xíu đó tôi đi thay cái áo nha mọi người xong cái tôi đi đợi cái nón cái tôi xin mẹ tôi mười ngàn tôi vô tôi mua vô lại tôi mua cái vé vô cổng nữa lần này mọi người nghĩ là tôi sẽ gỡ gạt lại tiền của tôi đúng không không tôi đi tôi trả thù lại cái ông đó đó Ông dám chửi tôi là thằng âm binh khí đồ mọi người. Coi cọc không. Mà lần này tôi thay áo mới và tôi đợi nó. Cho nên ông có nhận ra tôi nha. Tôi cũng đứng sau lưng ông. Ông còn chơi mấy má. Mà lần này ông chơi lớn hơn nha. Ông chơi một hai triệu không có mọi người. Ông chơi một hai triệu không á. Lần này em yếu đâu có uh, dám lên tiếng chỉ ông nữa đâu. Tôi chỉ bằng tay. Tôi chỉ bằng tay mọi người. Nhưng mà ông, ông cũng đặt. Ông cứ đặt theo uh, uh, cảm xúc của ông không à. Tôi vẫn đứng sau lưng ông nha. Cái lát ông nói. trời từ nãy giờ tôi thua gần 10 triệu không biết dính cái gì mà xui dữ vậy thiệt luôn á cái sao ông quay ra lưng cái ông nhìn đấy ông thấy tôi cái ông cũng ngần ngợ ông nhìn ông cũng ngần ngờ với mọi người nhưng mà ông đâu có nhận ra tôi đâu cái lát nữa ông chơi lớn nha mọi người nói thôi 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 giàu gì tao cũng về rồi thôi chơi chơi lớn đi cái ông đặt tiếp mọi người cái ông đặt cái ông thua luôn ông thua không còn ngàn nào luôn ông cầm luôn cái điện thoại ông luôn á ông cầm cái điện thoại ông luôn cho cái ông chủ lắc bầu bầu cua ở cái hội chợ đó cầm luôn đặt luôn không dính cái đấy nữa cái ông nói thì cứ xui thiệt luôn đúng là cái thằng âm binh khí đồ hồi nãy ở cái thằng âm binh khí đều hồi nãy nó ám tao tới giờ hay sao á nghe nói trời ơi chú đúng rồi con nè không nhưng mà tôi giỡn ở nha chứ tôi không có nói là chú ơi con nè nha tôi vẫn đứng sau lưng ổng nha cái lát ổng nói sao thằng này nhìn quen quen quá à nói ờ đúng rồi như chú uh, suy nghĩ đó chú con đó Ông dí chạy mấy má mà lúc đó tôi nhỏ xíu à lúc đó tôi nhỏ xíu mà mấy bạn không nhớ là học lớp 2 hay lớp 3 gì đó mà nghĩ sao chuỗi người ta âm binh khí đều coi khó chịu không thì tôi ra tôi cổ vũ ổng thôi mà ai ngờ ổng xui quá mấy má ổng có nhiều ổng cũng thua hết á chuyện xui gối mọi người ơi chuyện xui gối nhưng mà để hiếu nói cho mọi người nghe nha nếu như mà mấy bạn mà ra mấy bạn chơi sòng tô á mấy bạn ê, chơi uh, đi hội chợ thì mấy bạn nên kiểm tra nha đặc biệt là lắc bầu cua hoặc là quay cái vòng tròn á mọi người kiểm tra xem là người ta có chơi đạp số hay là người ta có chơi hết hết năm trăm không á rất dễ bị lừa nha mọi người tại vì hồi trước ở trong xóm của hiếu người cũng có nhiều người người ta làm hội chợ lắm và người ta kể lại nên nếu mấy bạn mà có đi chơi mấy mốt mấy bạn cần phải cẩn thận nha đó tôi kể cho mọi người một cái câu chuyện Câu chuyện uh, Câu chuyện gì hả à? ám, ám khí đều của cái đêm hội lô tô Hello bạn pin kép nha Chào em chào bạn Nguyễn Kiều Hello bà Hello bạn Trân lưu nha Chào em chào bạn Lý Quyên Hello fan tóc anh hiếu đẹp quá Ờ ừ, anh cảm ơn em Còn mọi người Tiếp nha mọi người Tiếp tục nha Để hiếu uống miếng nước Hiếu kể tiếp mọi người yên tâm mấy câu chuyện sắp tới tôi kể cho mọi người toàn chuyện mới không à hứa với mọi người luôn là chưa bao giờ mọi người nghe hết. tôi để dành từng bữa hỏm tới tới giờ tôi mới dám kể cho mọi người á tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện quýnh lộn câu chuyện quýnh lộn mà mọi người yên tâm đi câu chuyện này hả chắc chưa kể mọi người đâu ở trong lớp của em hiếu có một cái ông đó gọi là chú năm đen nha mọi người hiếu gọi là chú năm đen thôi chứ hiếu có gọi tên bạn nó ra nha gọi là chú năm đen rồi nha chú năm đen là một trong những người sống rất là ẩn dật so với lại những cái thành phần khác ở trong lớp của tôi cho nên là lời nói của chú năm đen rất là có giá trị hôm đó có hai cái ông đó quýnh lộn mà tôi không biết chính xác là tại sao hai ông đó quýnh lộn nha nhưng mà cái lúc mà miếu sách cái cặp quay miếu á lên tới lớp á là tôi thấy mấy đứa ở trong lớp tôi á nó đứng ra bên ngoài hết trơn nó đứng ra bên ngoài hết rồi mọi người cái xong của tôi mới nhìn vô trong à thì ra là có hả à, cái gì à, lý mạc sầu và hả cô long đang tỷ thí ở lộn hai hai nam mà mọi người thì phải là ai ta à, dương quá với lại kiều phong đó trong đó là màn solo của dương quá với kiều phong nha mọi người hai đứa đang quấn lộn giật qua trái giật qua phải lăn xuống sàn quấn cái kiểu vậy đó chú năm đen chú năm đen ra can nha mọi người nhưng mà lần này chú năm đen kìa, hồi trước tôi có kể rồi mà tôi kể thiếu nha chú năm đen lần này chú năm đen ra can mà chú năm đen là bạn của dương quá mấy má chú năm đen là bạn của dương quá nha mọi người chú năm đen chạy vô chú năm đen ôm thằng uh, kiều phong lại chú năm đen ôm lại nha kiều thôi thôi mày đừng á tụi mày đừng có quấn lộn nữa, đừng có quấn lộn nữa ông ôm vậy đó là thằng dương quá nó quấn chết kiều phong luôn á ông ôm vậy lại là, là, là nó quấn chết nhỏ luôn á ông thả ra đi ông nội ông vô ông can hay quá ông can mà ông ôm đằng kia ông ôm cứ ngắt vậy nè ông kêu á thôi đừng quấn nữa chẳng thấy có điều thằng ký ký vô cái đầu của ông chú năm đen thì xong cái lát nữa mà tụi nó vẫn còn quấn lộn nha cái ông đó, à, kiểu như là sau khi mà cái màn can thiệp của chú năm đen á có trực tiếp vô rồi mà tụi nó vẫn còn quấn lộn chú năm đen bực quá chú năm đen mới hả thi triển võ công chú năm đen chạy lại chú năm đen đầu tiên là chú năm đen đập xuống cái bàn giờ các bạn dừng lại chưa không có đứa nào dừng hết chú năm đen bực quá chú năm đen bây giờ cái giò là chú năm đen đá vô trong cái bàn nha mọi người mà cái bàn đi học á thì nó phải có cái học bàn chú năm đen lại chú năm đen đá cái xong cái hả chú năm đen dính vậy luôn nè chú năm đen không có rỡ gỡ cái giò xuống được tại vì chú năm đen đá mạnh quá cái giò của chú năm đen dính trong học bàn luôn ha à, dương quá với kiều phong đang quýnh lộn mà tạm phải nghĩ giải lao để cười á mọi người chứ Đập đen nói ha à, kẹt rồi à, hỗ trợ đi hỗ trợ đi một trong những pha can quýnh lộn mà trời đánh của chú Năm đen nha mọi người thôi đừng có quýnh lộn nữa đừng có quýnh lộn nữa Ông kẹp ông nội kiều phong lại trong dương quá nó quýnh một cái ẻm quần luôn á can can quýnh lộn nha anh cứ tao sao tôi tôi cứ nói là can hoài á can quýnh lộn kiểu đó là có có ngày nha đang quýnh tay đôi mà tự nhiên thành quýnh tay ba đó can kiểu đó là chỉ có chết thôi hello bạn minh trí nha chào em chào bạn đàn bảo hello bà chú uh, lâm, chú năm em chú năm đen chứ không phải là chú lâm nha chú năm chú năm nha mọi người hello bạn hoàng thị trang hello bà chào bạn lê đạt nha luôn em hello bạn mai quỳnh nha chắc ổng ghét thằng kia chứ sao ổng là bạn của dương quá mà ổng ra ổng giả bộ ổng trổ tài vậy thôi chứ hả làm gì có can mọi người không hề có can à. tiếp tục series kể chuyện nha mọi người à, <laughs> sau đây em hiếu kể cho mấy bạn nghe về một câu chuyện à, về hả chú bò thân thiện chú bò thân thiện nha mọi người ơi nghe cái nghe cái cáp tên chú bò thân thiện cái hôm đó diễn ra như thế này nè ở dưới quê á, ở dưới ở dưới hiếu á, lúc mà ở là bình chánh á, khoảng tầm mà mười mấy năm về trước thì vẫn gọi là thôn quê nha mọi người gọi là ngoại ô vẫn còn trâu bò và ruộng rất là nhiều nha mọi người nha chứ không có giống như là nhà sang sát như bây giờ cái đợt hôm đó là nhà hiếu có tiệc hay là có đám gì đó là có mấy cái cô gì anh chị em chú bác từ ở trên quận 12 tại quê tại nội hiếu á, là ở quận 12 nha còn ngoại hiếu là ở dưới đây ở dưới bình chánh cho nên là bên nhà nội mới xuống nhà của bà ngoại hiếu chơi đông lắm mấy fan thì có thêm là mấy đứa con đứa cháu nó có một thằng thằng đó nó là trạc tuổi cỡ hiếu á nó tên là khải mọi người nó trạc tuổi tôi nha nhưng mà nó lớn hơn tôi khoảng tầm nó lớn hơn tôi khoảng tầm 2 tuổi đó nhưng mà nói chung là cũng là anh em họ hàng nha mọi người để tôi kể cho mọi người cái sự họ hàng nè cái thằng đó là con của cái bà em mà cái bà em đó là em của cái uh, em của cái bà vợ của cái ông bác tư tôi mọi người hình dung được chưa có nghĩa là bác tư của tôi có một cái bà vợ là cô cô tư gọi là bà bác tư gái ờ ừ, hiếu gọi là bác tư gái bác tư gái có một uh, bà em nữa thì cái bà em đó có một cái đứa con thì đứa con nó lặng khải đó mọi người đó, họ hàng, họ hàng mọi người Lúc đó, ở nhà thì kêu nó là bò nha Kêu là bò luôn nha mấy fan Hôm đó tôi dẫn cái thằng bò đi thả diều Đi thả diều đúng rồi Tại nó ra nó kêu Trời ơi Nó kêu Hiếu Ở đây có cái gì chơi không chứ Ở đây chán quá luôn á Mày kiếm gì cho tao chơi đi chứ Chán quá tao chịu không nổi đó, ok để tao dẫn mày đi thả diều mà su cà nang cái là cái đợt hôm đó là gần kết thúc cái mùa diều rồi mấy fan cho nên là gió nó không có nhiều nó không có nhiều gió đâu chỉ có là lác đác thôi nhưng mà vẫn có người đi thả diều nha trong đó có tu với lại thằng bò nữa xong cái hai đứa mới à, đi bộ te 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 ra ngoài cái ruộng đó để thả diều ngay cái ruộng đó mọi người hình dung cái quang cảnh của cái chỗ uh, cái chỗ đó nè ở giữa cái mảnh ruộng đó có một chú bò thân thiện chú bò thân thiện đó có bị cột cái cái cọng dây lại ngay cái lỗ mũi vậy nè và cắm một cái cọc xuống giữa ở cái ruộng và cái cọng dây đó, cái cọng dây mà cột chú bé chú bò thân thiện á dài khoảng tầm hai thước mấy ba thước á mọi người là cỡ ba m sáu cỡ ba m sáu đó đó khoảng nhiêu đó nha mọi người nhớ nha mọi người cách cái ruộng đó bỏ một cái ruộng đi sẽ có lưa thương một vài người cũng đang thả diều vậy đó cái xong cái ra tới đó chuẩn bị thả diều đúng không cái là uh, thằng bò thằng bò nó đi đái mấy má cái thằng bạn tôi á nó đi đái cái tôi mới kêu kè mày uh, ra đại cái uh, bụi uh, lá dung của nó đi chạy uh, ra đái rồi cái xong nó đi te 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 qua bển uh, đi đái cái lúc này em hiếu đang ngồi đợi đó nha cái tôi đang ngồi vậy đó xong cái tự nhiên có một cái bàn tay có một cái bàn tay của cái cái cái, cái người nào đó chạy là vỗ tay nha vỗ lên vai tôi có tôi từ từ tôi ngước lên Cái tôi mới thấy là bóng dáng của một cái ông nào đó ông đội cái mũ chụp như nè mấy fan cái ông nói với tôi vậy nè đi thả diều đúng không cái tôi mới nói dạ đúng rồi tụi con đi thả diều ba quy tắc nhớ dùm chú ba cái quy tắc này nha ba quy tắc để thả diều quy tắc thứ nhất là phải có gió quy tắc thứ hai là mấy con phải có diều quy tắc một với quy tắc hai không nghe cũng được nhưng cái quy tắc ba bắt buộc con phải nghe nha là không có được chạy nhanh cái tôi nghe ông nói ủa có khi nào ổng hả ổng mát mát hay gì không vậy không làm gì vậy thì đương nhiên rồi thả nhiều rồi. thì theo cần phải có uh, gió với lại diệu phải không nói vậy xong cái tôi cũng không để ý nữa tôi tính là hỏi lại coi là tại sao không được chạy nhanh đó cái tôi quay qua quay lại mất tiêu quay qua quay lại mất tiêu luôn cái lúc này thằng bò nó chạy lại thằng bò lúc này nó chạy lại nha mấy fan cái hai đứa ra chuẩn bị thả diều thì đương nhiên là phải có set up ra rồi để dây ra rồi kéo thử coi rồi chọn cái chỗ nào gió mới lớn á thì chọn trước mặt con bò đó chọn trước mặt cái chú bò thân thiện đang nằm ở giữa ruộng á mọi người cái uh, thấy vậy cái nghe tôi nghe lời ông nói nha không được chạy nhanh không được chạy nhanh không được chạy nhanh cái tôi mới kể lại cho thằng bạn của tôi tôi kể y khuôn như ba cái quy tắc mà của cái ông nội siêu huyền bí đó đó ông kể cái bạn cho nó hôi mày tàu lao á chắc ổng tào lao á cái gì mà chỉ mấy quy tắc là sàm sàm không mà em hiếu của mọi người vẫn còn đang kiên về nha cái để thằng bạn tôi thả mấy phen cái lúc mà đưa ra thì một đứa cầm diều một đứa cầm dây để kéo đi thả cái nó chạy 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 nó cũng chạy nha mấy phen nhưng mà nó chạy chậm lắm tại vì đang test thử diều mà không có chuyện gì diễn ra nha không có chuyện gì diễn ra hết nhà mọi người cái đó nó làm rối con diều cái em hiếu mới nói má thiệt luôn á cái mày ngu quá bộ ơi cái lúc này nha không chỉ một mình nó nhìn tôi đâu mà chú bò thân thiện đang nằm đó cũng nhìn tôi luôn là chú bò thân thiện là bằng mặt nhưng mà không có bằng lòng rồi đó là lúc đó là chú bò thân điện đang nằm ở đó là bằng mặt mà không có bằng lòng rồi đó Xong cái lúc này nó rồi ok cái hướng này gió lớn nè Thảy lên đi cái nó chạy Khúc này nha Thảy lên cái nó chạy thì đương nhiên muốn thả về thì mấy bạn phải tuyệt Mấy bạn tuyệt nhiên là mấy bạn phải chạy rồi Chạy càng nhanh càng tốt nhiều nó mới bay đầm Rồi tới lúc này tôi mới hiểu được cái quy tắc ba ông đó nói là Tuyệt đối không được chạy nhanh nha Tại vì cái con bò đó đó nếu mấy bạn chạy nhanh nó dí không phải nó dí đâu mà kiểu giống như nó chạy theo á mọi người. Kiểu giống như là nó follow mọi người á, nó chạy theo mọi người á mà mọi người có hình dung được cái vận tốc chạy của con bò và vận tốc chạy của con người đâu có bằng nhau đâu. Bé bò thân thiện ủi nhẹ cái uh, ông bạn cái 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 ông bạn của tôi á văng văng chắc khoảng tầm xíu à, nói chung là văng cũng có một xíu à. Tại vì hơn là cái cọng dây đó nó không có quá dài nói bên Ông ủi cái văng nhẹ ra cái từ từ tôi thấy nó lết 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 lết, lết chỗ tôi cái tôi chuẩn bị tôi tới là cái cái ông mà huyền bí hồi nãy chạy ra ông nói thấy chưa tuyệt đối không được chạy nhanh ông ra ông không đỡ người ta lên mà ông còn cười nữa mấy má đỡ tay không kịp luôn á đó là câu chuyện về chú bò thân thiện nha mọi người mai mốt nói tôi nói thiệt nha mai mốt mấy bạn mà có ở trước mặt con bò hoặc là con trâu á một là không được bận áo màu đỏ nha hai là cẩn thận phải chạy thử trước mặt nó nếu như mấy bạn chạy á mà nó không có phản ứng á thì nó thân thiện nha nó hiền nha còn nếu mấy bạn chạy mà nó đứng dậy thì chạy luôn đi chứ ở đó lần hồi nữa nó hút đó hồi đó ở dưới quê của hiếu á bà ngoại hiếu kể là có nhiều người người ta còn bị trâu á mấy fan biết con trâu không nó cái sừng nó nhọn con bò hút thì tôi không nói nha con trâu mà nó hút mà hút trực diện là lồi ruột đó Hồi đó ngoài hiếu kể có cái ông đó ông nhậu xỉn á cái ông đi về cái bị trâu đó, nó dí nó hút và lòi ruột ra ngoài luôn á cái này là hả chuyện có thiệt đó nha mọi người cẩn thận nhưng mà kiểu như là bây giờ mà nếu mà còn trâu với bò là đa số là chỉ ở những cái vùng quê thì mới còn thôi chứ hồi xưa tôi còn nhớ hả hút cất bò à? hút cất trâu chứ ừ hốt cất trâu đi hút lên cái xe cút kích á cái lúc mà nó ỉa nó mới phen là phải vô lấy sẻn nha xúc từng cục bỏ lên xe cút kích xúc từng cục bỏ lên xe cút kích xúc từng cục bỏ lên xe cút kích đẩy cái xe cút kích đi ra ngoài cái chỗ trồng dưa gan xong rồi lấy cái xẻng xúc từng cục đắp lên cái chỗ uh, hạt giống và uh, dưa gan chạy ra đó đắp lên chạy ra đó đắp lên mà hồi đó làm là được trả lương đâu hello bạn tiết băng luôn em hello bạn thanh thanh nhé hello bà chào bạn minh thư chào em hello bạn trân nè nha chào fan hello bạn uh, ub uh, về khóc nha chào nguyễn kiều chào em kể chuyện ma đi hiếu chuyện ma hả chuyện ma hả? hôm nay không có set up cái câu chuyện ma nào hết trơn á hôm nay giờ có mấy cái câu chuyện mới giờ vừa nãy kể cho mọi người á rồi để coi còn câu chuyện gì nữa rồi <laughs> tiếp tục nha mọi người tiếp tục với series kể chuyện nha <laughs> à, ở đây tôi sẽ kể cho mấy bạn nghe về câu chuyện thế giới động vật <laughs> nghe này, nghe về câu chuyện thế giới động vật của em hiếu nè mọi người hồi trước để tôi kể mở màn cho mọi người trước nha ở đây có rất nhiều bạn sợ dáng đúng không nhưng mọi người đừng lo mọi người yên tâm em hiếu của mọi người không có biết sợ dáng là gì đâu đợt không đó tôi còn ăn con dáng mà mấy bạn nào ăn cơm á nên cẩn thận về câu chuyện này nha mọi người hồi lớp trước nhà của em hiếu á, có một cái bóng đèn duy nhất à mà cái bóng đèn nó gắn giữa nhà nha nếu mà bật nó lên là sáng nguyên nhà luôn cho nên em yếu của mọi người đang coi tivi mà coi lén ba mẹ mà coi khoảng tầm 10 giờ mấy á 10 giờ mấy tối á lúc đó tôi cũng học lớp 10, lớp 11 một gì đó nha mấy phen tôi ngồi tôi ngồi ngồi trước cái tivi á bật cái ánh đèn tivi để mình coi uh, uh, vừa coi tivi mình vừa ăn cơm á mấy phen kẻ sợ bật bóng đèn bự ba mẹ dạy chuỗi cái tôi ngồi cho ăn cơm vậy đó cái xong cái tôi đi đái cái tôi bỏ tôi cơm xuống cái tôi đi đái cái lát nữa tôi đi lên cái tôi cũng mơ, múc tôi cơm tôi ăn cái tôi mút xuống cái tôi nhai thấy gì ủa hình như có gì nó kỳ kỳ hình như sau tôi nhai chúng cái gì nó đắng đắng tôi nghe chúng cái gì đó đắng đắng mà hôm đó tôi ăn cơm cái gì tôi cũng không nhớ nhưng mà nó đắng quá chịu nổi cái tôi mới nhả ra tay tôi nhà tôi coi thử coi cái tôi thấy ủa cái này hình như là cái chân với lại cái cánh của con dáng á còn cái nước màu xanh lè này là cái gì nữa nè cái tôi mới chạy lên cái tôi bật đèn lên ô oh, oh, my god mình vừa mới cắn vẻ bé dáng xinh xinh rồi sợ mấy má ối tôi nói mày ối mà sắp mặt lòn luôn ối tôi nói mày tè le hụt mất hết đó là về câu chuyện em hiếu của mọi người ăn phải dáng nhưng mà cái đó là tai nạn nha cái đó là tai nạn nha mọi người cho nên tôi kể tôi từng ăn rất nhiều con rồi nha nhưng cái lần này không phải là tai nạn nha mà là do em hiếu của mọi người trổ tài tiểu xảo hồi xưa ở trong xóm của tôi á ở trong xóm của hiếu hiếu tên là lép nha mọi người hồi xưa trong xóm của tôi tôi tên là lép ở trong đó thường cho nó kêu tôi là ê lép 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 đồ này nọ cu lép bà cô năm tôi gọi là cu lát bà cô năm tôi gọi tôi là cu lát nha nhưng mà tụi nó nghe sao thành lép cái riết á tụi nó cứ gọi tôi là cu lép không à gọi là lép không nha mọi người nhưng mà không có lép đâu nha mọi người Mọi người đừng hiểu lầm nha, kiểu như là tên thổ nhỏ thôi, chứ không có lép cho mấy fan. Đó, mọi người hình dung được chưa? Lúc đó, em Hiếu của mọi người được đồn nha, Ơi, thằng cu lép, thằng cu lép xuống dưới á, nó ăn, nó ăn được hả con dế? Mấy bạn biết con dế không? Hồi đó mà có dế, dế mẹ, dế mèn nè, dế lửa nè, dế thang đồ này nọ đó, mấy con dế đó. Hồi xưa tôi ăn thiệt nha mấy fan. Tôi ăn con dế mà dế sữa, tôi bẻ cái đầu của nó, tôi nhai không luôn á. Cho nên là kể từ đó là em hiếu của mọi người mang được cái biệt danh là hả ở dơ không ai sánh bằng. Ở dơ mà không ai sánh bằng luôn đó. Cũng cũng gì ở trong cái xóm đó mà tôi có biệt hiệu cái biệt danh mà tôi hay kể với mọi người đó. Đầu số chợ. Xong, hồi trước mọi người biết hiếu họ họ thạch hiếu tên là thạch chí hiếu nha tôi họ thạch hồi lúc đó trong sớm của tôi ba tôi hay nói tôi là cháu ba tôi hay nói với tôi là tôi là hả cháu đời thứ bảy của thạch xanh đó mọi người và tôi coi cái chuyện cổ tích thạch xanh chém chằn tinh đó mấy fan cho nên là tôi cũng dỗ ngực tôi xưng tên đồ này nọ hả tôi là cháu của thạch xanh đi đâu tôi cũng đồn hết đi đâu tôi cũng đồn với mọi người ơi tao hả cháu thạch xanh nè tao cháu thạch xanh nè cái hôm đó tụi nó chọc quê tôi mọi người tụi nó đâu có nói cho nó mày á nó gì mà cháu thạch xanh mày có nước hả cháu thạch sùng á thì có cái xong của tôi mới về tôi hỏi ba tôi ủa ba thạch sùng là gì vậy ba tôi nói thạch sùng là con thằng lằn cái xong của tôi nghĩ vậy là mình cần phải làm cái gì đó mình trổ tài mình thân thiện với lại con thằng lằn rồi. để cho tụi nó hả tin thiệt sự là mình là cháu của thạch sùng hồi lúc đó còn nhỏ xíu à lúc đó còn nhỏ xíu xíu à cái xong tôi bắt được con thằng lằn mà lúc đó tôi cầm con thằng lằn tôi cầm ngay cái lưng nó nha mấy phen tôi cầm ngay cái lưng nó nè tôi bắt nó được đó tôi cầm nó nè tụi mày coi nè tụi mày coi tao trổ tài tao tiểu xảo tao biến mất con thằng lằn cho tôi nuốt con thằng lằn cho tụi mày coi em hiếu tính cầm em hiếu giỡn thôi mấy phen tôi cầm con thằng lằn đó, tôi tính giỡn thôi, tôi để vậy nè cái xong cái tôi cầm tuột tuột cái tôi cầm ngay cái đuôi nó mấy phen cái tôi cầm ngay cái đuôi nó khúc này nè cái tôi để tôi trổ tài tiểu xảo mà mọi người chỗ tài nghe, tiểu xảo mà tôi để đây nè cái à, mới nói 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 có mấy câu cái tự nhiên con thằng lằng còn có cái đuôi không à hôm đó tôi không biết là do tôi tưởng tượng hay là há ha, do sao nha mà tôi có linh cảm mà, hình như là con thằng lằng nó chui vô cái họng tôi thiệt chứ không phải nó chui ra ngoài á chui tuốt lốt xuống dưới luôn á à. cái xong cái lúc đó tôi đang biểu diễn trước đông lắm nha tôi đang đứng trước lên rất là nhiều mấy cái đứa mà há nhỏ nhỏ trong sớm tôi á mấy đứa nhỏ của tôi khoảng tầm một hai tuổi đó. trời ơi hay quá anh hiểu, hay quá anh nếu hay quá tôi thấy vậy tôi nói trời ơi chuyện nhỏ chuyện nhỏ mấy cái này anh làm hoài mấy đứa đâu có gì đâu mấy cái này anh làm hoài mấy cái này anh làm hoài cái xong nó lại nó hỏi tôi ủa anh nếu ơi là khi nào có thằng nó chui ra vậy lại đây nói cho nghe nè lại đây anh nói nhỏ cho một mình em nghe thôi anh đợi nó chui ra từ hồi 23 năm trước tới giờ đừng có nói với ai hết nha em yếu mọi người trổ tài hả tiểu xảo hồi lúc đó tôi không biết chính xác là do tôi tưởng tượng hay là do tôi sợ quá mấy fan mà tôi có thiệt là nó nuốt vô trong họng tôi á kiểu như mình sợ quá nên kiểu như tưởng tượng riết cái nó sợ hay sao á hay là nó bò ra ngoài tôi cũng không biết luôn nhưng mà tôi không có chắc không có nó không chui vô cổ họng mình đâu ha mọi người không biết nữa mà tôi đợi nó ra hai mươi mấy năm mà nó chưa ra đó Hello bạn Nguyễn Thọ nha, chào em. Hello bạn Say đây, hello bà, chào bạn Ngọc Ân nha, chào fan. Hello bạn Lê Minh Tiến nha, chào em. Chào bạn có tên tiếng Nhật nha, hello bà. Hello bạn Cháu Bác Hồ, chào bạn Minh Thư. Hello Nguyễn Mạnh, chào em. Chào bạn Quốc Anh Tú nha, chào fan. Hello bạn Minh Đức, hello bà. Hello bạn Sáng Nguyễn nha, anh chào em. Chào bạn Nguyễn Thái Tấn, hello fan. Này uh, anh coi trong bụng anh giờ nó còn không? Chứ giờ lát nữa đang nói chuyện cái nó chui ra luôn á là cái lúc đó là còn có cái nịch không? Hai xin chào mấy bạn nào mà đang coi livestream của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha mọi người. Hiếu xin chào mấy bạn. Hiếu chúc mấy bạn có một buổi chiều tối coi livestream vui vẻ nha. Uh, uh, mấy bạn nào mà đang coi uh, cái buổi talk show mà nãy cho mấy bạn nghe cái chuyện, mấy bạn quên, mấy bạn chưa có uh, thả like video cho Hiếu á, thì mấy bạn cho Hiếu xin một like video nha mọi người. <laughs> Để nghỉ dễ lao xíu rồi, mọi người. Rồi chúng ta tiếp tục với hành trình cả chuyện. Rồi thôi mình tạm gác cái phần kịch bản đó qua một bên đi nha. Còn uh, đây nè, ở đây nè, nếu có mấy bạn nào mà đang coi cái livestream này á, mấy bạn... Uh, nghe muốn nghe về kỷ niệm hoặc là cái câu chuyện gì đó thì mấy bạn comment đi nha để uh, nhất thời nếu mà tôi có nhớ tới thì tôi sẽ kể chuyện cho mọi người. Hello bạn uh, cục cứt dịu dàng nha, chào em, chào bạn Thiện Nguyễn, hello em. Hello bạn Ngân Nguyễn, chào bạn Nhun Nhun, hello bà. Hello bạn Nguyễn Ngọc Trang nha, không phải, cái cuốn tập này không phải, cái cuốn tập này là mấy cái câu chuyện cũ rồi. Hiếu còn, hiếu vừa mới soạn một đống uh, mười mấy câu chuyện mới của tôi để uh, ra tôi kể cho mọi người á. Nãy giờ tôi kể mới có 8 câu chuyện rồi, còn nữa đó. Mà tôi không nhớ là mình đang kể tới cái tiết mục gì á. Hello bạn Linh Lê nha, chào fan hello bạn Trần Trân, chào bạn Nguyễn Đức Quý hello em. Anh kể về lần về quê về lần nhất của anh đi. Hiếu mình Hiếu không có uh, từ trước giờ luôn nha, từ trước giờ chưa bao giờ Hiếu về Trà Vinh hết. Quê của Hiếu là ở Trà Vinh á nhưng mà chưa bao giờ tôi về Trà Vinh hết mấy fan. Chưa bao giờ về Trà Vinh hết. Có là ở là ở uh, ở đây từ nhỏ tới giờ luôn á. Hello bạn Hùng Sát nha, chào fan. Hello bạn Natalia, chào em, chào bạn Hà Thị Trang Đài nha, hello bạn Trần Pháp, hello fan. Anh nếu mình giả bộ làm con thỏ kêu mèo 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 đi nếu ơi. Rồi em có cho anh ăn cà rốt không? <laughs> Hello bạn H HM Uy Quang nha chào em. Anh nếu kể về lần đầu anh coi sẽ gầy đi anh. Coi nào ông nội. Trời tôi đâu dám coi sẽ gầy đâu, tôi sợ coi sẽ gầy cái tôi sẽ ghiền. Hello bạn Phạm Quốc Trường Dung nha chào em. Hello bạn Bi Hoài chào bạn Quy Tê Tấm bảo thơ nữa không em. Hello bạn Trần Tuấn chào bạn Nguyễn Tấn Quốc Dụng nha chào fan. Anh nếu mà em vô trễ nếu xin lỗi em đi. Ờ oh, hello từ Hải Yến hello em. Lộn mèo rồi kêu tên em đi đến... nếu. Trời ơi kể về tàu lượn siêu tốc hay với em. Hay á. Đây 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 tôi kể cho mấy bạn nghe về cái câu chuyện tàu lượn siêu tốc nè. Hồi xưa hồi xưa tôi phải nói với mấy bạn nha mẹ của hiếu á lúc nào mẹ để kể lại đi Hồi đó mẹ của Hiếu bán cá mọi người Mà bán cá thì bán ở đâu? Bán trong chợ Mà bán trong chợ thì đương nhiên phải có cái người bạn Người bạn chợ nha Người bạn kế bên Mà cái bà bạn đó của mẹ tôi bà bán gì? Bà bán quần áo Mà bà mà phải bà bán quần áo cho người lớn tôi không nói nha Bà bán quần áo cho mấy đứa con nít Mà khoảng tầm mà lớp uh, 6-7 tuổi á mọi người Bán mấy cái bộ đồ đó đó Mà mẹ tôi chơi thân với bà đó Thì đương nhiên phải mua mấy cái bộ đồ đó dễ ủng hộ cho bà Mà mỗi lần mà mẹ tôi mua về thì ai? Ai bận? Tôi mấy ông có tưởng tượng được tới cái cảm giác mà mình hả học lớp lớp 5, lớp 6 gì rồi đó nha bắt đầu mà bước sang cấp 2 luôn rồi đó nha mọi người mà vẫn còn bận đầu siêu nhân đợt hôm đó nhà của em hiếu tổ chức đi suối tiên đi suối tiên mọi người đi suối tiên hay là đầm sen á hiếu không có nhớ nha mà tổ chức đi chơi gia đình đó cả đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của em hiếu cảm nhận cái game tàu lượng siêu tốc tôi chỉ mẹ tôi trời ơi mẹ 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 ơi con muốn chơi cái đó con muốn chơi cái đó mẹ tôi nói không có được con chơi cái đó hả nó quay 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 chóng mặt dữ lắm thôi dẫn đi chơi không đi chơi hết cho chơi đi cho chơi đi thế mẹ tôi nói rồi được rồi chỉ lần này thôi nha chỉ một đêm duy nhất chỉ một đêm duy nhất trời ơi nôn mấy má nôn lắm nha nôn lắm lên dẫn ngồi chơi đào lượng siêu tốc mà tôi nhớ chơi cái đó nó quay vậy nè nó quay tới mức á mà mấy ông có chỏng cái đầu mấy ông ngược xuống á nó chỏng cái đầu mình ngột xuống dưới đất luôn nha cái lúc mà tôi vừa mới bước lên tôi ngồi chung với lại ngồi đối diện với lại à, hai cái 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 ông gọi là chú hay là anh tôi cũng biết nữa không nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi luôn á hai ông nói á chơi cái này á con cần phải mở mắt ra dạ con phải tập trung cao độ thì con mới không có sợ mà chưa lên chưa quay mà con đã nhắm mắt rồi là hả lát nữa hả con sợ dữ lắm đó ông nói với tôi vậy mọi người ông nói với tôi vậy tôi nói à được 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 con cảm ơn con cảm ơn cái xong cái lên cái em hiếu mở mắt vậy nè đầu tiên là nó đưa nhẹ rồi bắt đầu rung rồi đó nó đưa nhẹ là thấy tới cục cứt rồi đó Cái đưa nhẹ thêm cái nữa Bắt Bắt nào sợ đâu đó mấy má Sợ rồi đó nha Mà hai ông đó Hai cái ông mà ngồi nói chuyện tôi á Vẫn còn cười cười nha Đã thích quá thích quá cái kiểu nữa Chơi chơi ghê, ghê. Cái láng nữa nó đua quay qua Nó quay sợ quá cái tôi nhắm mắt mấy phải Tôi sợ quá tôi nhắm mắt vậy nè Cái láng nữa nó quay chóng ngược cái đầu lại Cái chân của tôi nha Cái chân của tôi không chạm đất được luôn á Không chạm cái thềm của cái đó được luôn á Sợ quá rồi. trời sợ luôn mà tôi vẫn nghe hai ông đó la nha cái lát nữa bước xuống lát nữa bước xuống cái em hiếu của mọi người chóng mặt quá chịu nổi nữa cái xong cái tôi nhìn thấy hai cái ông đó mà tôi thấy ủa hai cái ông đó đâu mất tiêu rồi cái xong cái tôi mới thấy là hai ông đó cũng cúi mặt xuống ngay cái chỗ bên kia ối giống như em hiếu á lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đi chơi tàu lượng siêu tóc nha mọi người và tôi thề với bản thân của mình không bao giờ trong cuộc đời của tôi cảm nhận uh, trải nghiệm tàu lượng siêu tóc nữa ối nó ối mà ối sắp mặt luôn ối sạch ruột luôn á nói mà đúng chất là hỏi sạch rồi. Có mà tôi mà có giữ cái bức hình, cái cái bức hình chụp gia đình đó tôi cho mấy fan coi. Cái lúc mà chụp hình gia đình tôi cười có nổi đâu mấy má. Cái lúc mà chụp hình cái gia đình tôi tôi đâu có cười nổi đâu. Tôi ngồi giống như lần chó rách vậy đó. Cái ông chụp hình á ông chụp tôi luôn cái cái lúc đó luôn. Để bữa nào em yếu của mọi người công bố cái tấm ảnh đó cho mọi người coi. One look,